Xin chào các bạn, mình là Vinh và mình đến từ Shop Hai Bánh. Shop Hai Bánh là một trung tâm chuyên mua bán các loại nhớt, vỏ xe, phụ tùng chính hãng và đồ chơi xe máy. Ngoài ra chúng tôi còn kinh doanh thêm những dòng xe máy nhập khẩu như là Vario 125, 150. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng hoặc muốn được tư vấn, hãy liên hệ với số hotline 0938 82 0202. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là vỏ xe dành cho SH Việt Nam, SH Ý và SH 300i. Hôm nay Vinh sẽ chia sẻ đến cho các bạn vì sao chúng ta phải thay vỏ tại Shop Hai Bánh và gợi ý cho các bạn một số dòng vỏ dành cho SH Việt Nam nè, SH Ý và SH 300i, và lý do tại sao mà khi chúng ta thay vỏ là phải nhớ ngay đến Shop Hai Bánh. Thứ nhất, tất cả sản phẩm vỏ xe tại đây đều chính hãng 100%, đến từ những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới như là Michelin nè, Dunlop, Michelin, Pirelli. Vỏ xe góp phần không nhỏ đến tốc độ của xe cũng như là sự an toàn của người lái, nên việc lựa chọn sản phẩm chính hãng, uy tín nên được quan tâm đầu tiên. Thứ hai, hiện nay trên thị trường có rất nhiều những thương hiệu vỏ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, khiến cho người tiêu dùng bối rối không biết lựa chọn hãng nào, nên đi dòng nào là phù hợp. Hãy đến shop2banh.vn, bạn sẽ được tư vấn tất cả những thông tin mà bạn cần biết để có thể ra quyết định chọn một sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Từ những chức năng như là chống đinh nè, chống trượt, bám đường hoặc thích hợp di chuyển trong những cung đường trường nè, đường nội ô thành phố, đường xấu gồ ghề, vỏ nào đi êm, lâu mòn. Thứ ba, giá vỏ xe được niêm yết rõ ràng theo từng size, từng hãng, cập nhật liên tục mẫu mới, gai mới trên website shop2banh.vn để bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một loại vỏ phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng. Thứ tư, tại shop2banh.vn, vỏ sẽ được ráp lên xe đúng với quy trình thay vỏ chuyên nghiệp, nên bạn hãy hoàn toàn yên tâm chiếc xe của mình sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất. Và cuối cùng, không gian tại Shop Hai Bánh sẽ đem đến cho bạn một cơ hội được trải nghiệm cảm giác không chỉ là đi sửa xe đơn thuần, mà bạn còn được phục vụ vô cùng chu đáo, nước uống, wifi miễn phí, chỗ ngồi rộng rãi, thoáng mát, và được tham quan mua sắm tất cả các sản phẩm khác như là nhớt chính hãng nè, phụ tùng chính hãng, đồ chơi xe máy. Những lý do trên đã đủ để bạn lựa chọn shop2banh.vn. Hãy đến để chúng tôi có cơ hội được phục vụ và mang đến cho bạn sự hài lòng tuyệt đối. Ở phần tiếp theo này thì Vinh sẽ chia sẻ đến cho các bạn một cách để chúng ta có thể đọc và hiểu được thông số của vỏ, để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn được một dòng vỏ phù hợp với chiếc xe của mình. Trên tay Vinh chính là vỏ Camel có size là 120-80-16, sử dụng cho vỏ sau của SH Việt Nam và SH Ý. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là thông số 120-80-16 này sẽ có ý nghĩa gì. Đầu tiên sẽ là con số 120, thì con số này hiển thị bề ngang của vỏ, được tính từ hai bên mép. Các bạn có thể dễ dàng hình dung khi mà Vinh đặt tay vào. Thì như vậy, chiếc vỏ này có bề ngang là 120mm. Tiếp theo là con số 80. Con số này dùng để tính tỷ lệ phần trăm chiều cao của vỏ thông qua bề ngang. Thì chúng ta có thể lấy là 80% nhân cho 120mm. Như vậy, chiếc vỏ này sẽ có chiều cao là 96mm. Tiếp theo là con số 16. Đây là con số dùng để hiển thị là đường kính của vỏ. Nó phù hợp với lại mâm 16 inch của các cả dòng xe SH. Tiếp theo thì Vinh sẽ chia sẻ đến cho các bạn những loại vỏ tương ứng với từng dòng xe. Thì SH300i sẽ sử dụng thông số là trước là 101-70-16, còn bánh sau sẽ là 103-70-16. Đầu tiên là thương hiệu Pirelli đến từ Ý, được sản xuất tại Indo. Chất lượng của vỏ đã được nhiều khách hàng trải nghiệm và đánh giá cao. Vỏ được làm từ cao su có độ bền cao, giúp xe bám đường cực tốt. Vỏ trước của Pirelli Angel Cutter sẽ có giá là 911.000 đồng. Vỏ sau Pirelli Angel Cutter sẽ có giá là 1.569.000 đồng. Tiếp theo là vỏ Michelin City Grip, được sản xuất tại châu Âu với nhiều rãnh nhỏ trên bề mặt lớp, sẽ đảm bảo việc di chuyển ở đường trơn, ôm cua gấp được an toàn hơn, phù hợp với điều kiện khí hậu và đường xá ở Việt Nam. Một cặp Michelin City Grip có thông số zin sẽ có giá là 3.060.000 đồng. Tiếp theo sẽ là những mẫu gai dành cho hai dòng xe là SH Việt Nam và SH Ý. Thì hai dòng xe này sẽ sử dụng cùng một thông số, đó là bánh trước là 180-16, là bánh sau là 120-80-16. Ở đây, shop sẽ để giá theo thứ tự tăng dần để các bạn dễ dàng tham khảo. Vỏ Camel với thiết kế gai theo xe tạo cảm giác nguyên bản dành cho khách hàng trên phong cách đơn giản. Lợi thế của gai là khá đẹp, giá cả cũng hợp lý, có xuất xứ từ tập đoàn vỏ Camel Thái Lan rất nổi tiếng. Thương hiệu Camel, vỏ trước size 180-16 sẽ có giá là 380.000 đồng. Vỏ sau 120-80-16 sẽ có giá là 480.000 đồng. Pirelli Angel Cutter, vỏ trước 180-16 sẽ có giá là 797.000 đồng. Vỏ sau 120-80-16 sẽ có giá là 899.000 đồng. Vỏ Aspira Votivo được sản xuất tại Indo. Vỏ sử dụng công nghệ tiên tiến với thiết kế gảnh gai kéo dài, với những đường cắt gấp khúc tối ưu được khả năng thoát nước, chạy êm, tăng khả năng bám đường, phù hợp với sử dụng trên đường phố lẫn đường trường.
Aspira Votivo vỏ trước 180-16 sẽ có giá là 800.000 đồng, vỏ sau 1.2-80-16 sẽ có giá là 950.000 đồng. Vỏ Dunlop với thiết kế gai độc đáo, với chất liệu cao su mềm đi rất êm, phù hợp với nhiều mặt đường trơn trượt, thương hiệu đến từ Indo. Vỏ trước 180-16 sẽ có giá là 925.000 đồng, vỏ sau 1.2-80-16 sẽ có giá là 990.000 đồng. Mercello Rotex, gai Rotex mới với thiết kế rất ngầu, lạ mắt, độ bám đường tốt, đặc biệt là trên đường ẩm ướt. Chất liệu của thương hiệu Mercello đã được khẳng định qua nhiều năm, vỏ được sản xuất tại Indo. Mercello Rotex vỏ trước 180-16 sẽ có giá là 1.050.000 đồng, vỏ sau 1.2-80-16 sẽ có giá là 1.250.000 đồng. Ở đây, shop sẽ để giá theo thứ tự tăng dần để các bạn dễ dàng tham khảo. Và phía trên là những giá bán mà Vinh đã cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Các bạn hãy thường xuyên lên website của shop 2 Bánh để chúng ta cập nhật giá bán mỗi ngày nhé. Ngoài ra, shop 2 Bánh còn có chi tiết những video clip nói về nhớt nè, vỏ xe, phụ tùng chính hãng và đồ chơi xe máy dành cho SH. Tất cả đều có bên dưới phần mô tả. Hy vọng qua những chia sẻ trên của Vinh, các bạn đã có thể tự chọn được một cặp vỏ cho chiếc Honda SH của mình. Và nếu các bạn có nhu cầu muốn mua hàng, muốn được tư vấn, hãy liên hệ với số hotline là 0938 820202. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.